Quý vị, nông gia nhỏ đóng vai trò quan trọng trong các giải pháp chống thay đổi khí hậu, tin từ Rome. Đánh dấu Ngày Môi trường Thế giới, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế hay IFAD kêu gọi phải công nhận vai trò của giới nông gia nhỏ trong các giải pháp chống thay đổi khí hậu. Trên 1/3 dân số trên thế giới đã được nông dân tại các nước đang phát triển cung cấp 80% lương thực, nhưng họ đang bị áp lực thay đổi môi trường rất lớn. Nhiều vùng ở Phi Châu, trên 95% sản xuất nông nghiệp dựa trên các nguồn nước thiên nhiên, ít thích ứng với điều kiện mới, tùy thuộc nhiều vào thời tiết. Theo IFAD, hồ Aham ở Benin đang bị đánh bắt cá quá nhiều, có nghĩa là nguồn cung cấp cá chiếm 70% của người dân địa phương sắp cạn kiệt. Một ngư phủ của địa phương nói, người đi câu lúc này trở về với một ít cá nhỏ, thậm chí là không bắt được một con cá nào. Giám đốc của Phòng Thay đổi Khí hậu và Môi trường của IFAD là ông Elwin Granger-Jones nói rằng, công nhận vai trò của tiểu nông trong các bản nghị quyết thay đổi khí hậu vừa giúp cải thiện tình trạng của họ, vừa giúp bảo vệ môi trường. IFAD nêu ví dụ, một dự án trên các sườn núi Kenya để cho thấy đầu tư vào giới tiểu nông có thể giúp họ có thêm lợi tức, vừa chống phóng khí thải carbon. Khoảng 5.000 mẫu rừng đã bị tàn phá ở núi Kenya, làm cho các dòng sông mau cạn và hay sụp lở đất. Chính phủ đã đưa ra chương trình trồng cây, bảo vệ cây đã giúp giữ được nguồn nước, các dòng sông và đất không bị xói mòn, để giúp cho khoảng 8 triệu tiểu nông bị ảnh hưởng thay đổi khí hậu. Trong năm 2012, IFAD đưa ra chương trình thích ứng nông nghiệp nhỏ, gọi tắt là ASAP. Sáng kiến này gồm có những dự án làm xanh lại vùng Seho, chống sa mạc hóa đã đem lại kết quả tốt, giúp nông dân chống hạn hán, tăng thêm huê lợi. Dự án máy điện Flexi Biogas cũng giúp cho các gia đình nông dân có điện để giành được tiền và giảm phá rừng lấy củi đốt.